một em nhỏ vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Ai tiếp đón thầy thì không phải tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đấng đã sai thầy. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người do thế và làm người phụng vụ, và làm người phụng vụ mọi người. Như Chúa xuống trần gian phụng vụ muôn người, từ kiếp sống khó nghèo người đã đi về làng quê thành đô xa gần, tinh thần Chúa dân thân phục vụ. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người do thế và làm người phụng vụ, và làm người phụng vụ mọi người. Cho dẫu có cười chê phục vụ muôn người là bằng ai mến thương, khi sống trọn tình phụng vụ là quên thân mình, không ngại những khó khăn coi thường. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người dốt hết,